Tin học 5. Thực hành soạn thảo văn bản có nhiều cụm từ trùng lặp. Yêu cầu: một nhóm bạn đang tập hát bài Hạt gạo làng ta của nhạc sĩ Trần Viết Bính, thơ Trần Đăng Khoa. Mỗi đoạn bắt đầu bằng điệp ngữ Hạt gạo làng ta. Em hãy tạo một tệp văn bản mới và soạn thảo nội dung như dưới đây để nhắc lời cho các bạn khi hát. Khi soạn thảo, em sử dụng thao tác sao chép để không phải gõ lại điệp ngữ nhiều lần. Lưu văn bản với tên tệp là Lời nhắc bài hát Hạt gạo làng ta. Hướng dẫn thực hành. Bước 1. Tạo tệp văn bản mới và soạn thảo hai dòng đầu tiên. Bước 2. Chọn khối văn bản là điệp ngữ Hạt gạo làng ta, rồi chọn lệnh copy hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+C. Bước 3. Mỗi khi bắt đầu một dòng mới, thực hiện lệnh paste hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+V để dán khối văn bản đã được copy vào vị trí đầu dòng. Tiếp theo, em soạn thảo nội dung còn lại của dòng đó. Bước 4. Lưu văn bản và đặt tên tệp. Để lưu văn bản, ta vào File, chọn Save hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+S. Nhập tên tệp Lời nhắc bài hát Hạt gạo làng ta.